Căng tánh nổi trội của con là tầm, con hay bị phóng tâm, đầu con suy nghĩ lung tung. Con thực hành tứ niệm xứ bằng được một hơi thở có thích hợp hay không? Và khi con đi, con không theo dõi sự chuyển động của chân mà con đương theo được một hơi thở có phù hợp hay không? Hay là con có thể linh hoạt vận dụng thưa sư? Xin thưa là trong cái việc thực hành tứ niệm xứ đó, nó chỉ có chia ra như thế này. Người dục nhiều mà trí ít, có nghĩa là tham nhiều mà ngu á, dục nhiều mà trí ít, thì thân quán niệm xứ sẽ phù hợp với họ hơn. Dục nhiều mà trí kém, dục nhiều mà trí cũng nhiều, có nghĩa là tham nhiều nhưng mà thông minh, thì thọ quán niệm xứ phù hợp hơn với họ. Tà kiến nhiều mà trí ít có thì tâm quán niệm xứ sẽ phù hợp hơn với họ. Tà kiến nhiều mà trí nhiều á thì pháp quán niệm xứ sẽ phù hợp hơn với họ. Còn cái tầm nổi trội đó thì không có nhắc tới, nhưng mà cái tầm á thì nó thường đi kèm bắt cặp với cái tâm si, có nghĩa là cái anh tà kiến ấy. Thành ra là quý vị nên xem, nếu mà nói về cái việc phù hợp á thì xem con mình thuộc về trí nhiều hay trí ít. Nếu mà trí ít á thì tâm quán niệm xứ thì nó sẽ phù hợp hơn, còn mà trí nhiều á thì pháp quán niệm xứ sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên cái đó là các vị luận sư sau này các vị đề nghị thôi, các vị thiền sư sau này các vị đề nghị thôi, chứ Đức Phật không nói đến. Có thể là do cái kinh nghiệm của các vị thiền sư thì các ngài thấy là chia như vậy thì sẽ phù hợp hơn, nhưng mà chúng ta nên hiểu rõ là Đức Phật không hề nói đến. Cho nên quý vị có thể thực hành tứ niệm xứ bằng thân quán niệm xứ cũng được. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, sư không thấy một bài kinh nào Đức Phật nói rằng thực hành thân quán niệm xứ khi đứng dậy, cử động, đi, đứng, nằm trong các oai nghi vẫn tiếp tục theo dõi hơi thở. Đức Phật không dạy như vậy. Thành ra nếu như mà quý vị thực hành như vậy đó thì nên xét lại là có thể quý vị thực hành sai lầm lời dạy của Đức Thế Tôn. Mà cái việc mà quý vị đi, đứng, nằm, ngồi vẫn tiếp tục bám vào đề mục hơi thở đó thì đó là thuộc về cái người thực hành thiền chỉ Samatha, chứ không phải thực hành thiền quán Vipassana. Thành ra khi mà quý vị chuyển động mà quý vị vẫn tiếp tục ráng cố gắng theo dõi hơi thở là chúng ta đi sai. Bởi vì ngay từ đầu quý vị nói là quý vị thực hành tứ niệm xứ chứ không phải quý vị đang thực hành đề mục thiền hơi thở. Phân biệt rõ cái đó ha. Người thực hành tứ niệm xứ khi vị đó đứng, vị đó chánh niệm biết rõ rằng đang đứng. Khi đi, vị ấy chánh niệm biết rõ rằng đang đi. Khi nằm, vị ấy chánh niệm biết rõ rằng đang nằm. Khi ngồi, vị ấy chánh niệm biết rõ rằng đang ngồi. Trong các cử động lớn nhỏ, co tay, duỗi tay, vị ấy biết rõ. Trong khi tiểu tiện, đại tiện, vị ấy biết rõ. Trong khi ăn, uống, nhai, nếm, vị ấy biết rõ. Đó là Đức Phật dạy trong kinh Đại Niệm Xứ. Chứ Đức Phật không hề dạy rằng trong khi đi, đứng, nằm, ngồi vẫn bám sát vào hơi thở. Trong khi đại tiện, tiểu tiện vẫn bám sát vào hơi thở. Trong khi ăn, uống, nhai, nếm vẫn bám sát vào hơi thở. Đức Phật không dạy tứ niệm xứ theo cách đó. Mà đó là cách thực hành của việc thực hành thiền chỉ Samatha. Phải phân biệt rõ ha.